có. Yeah, mang theo niềm tin trên những con sóng, bắt đầu một cuộc hành trình ra khơi. Một kia là biển sóng gió ngập trời, càng nhiều vùng đất mà ta nhắm tới. Đi Luffy, không ai có thể dẫn lối tương lai hơn là chính ta. Chỉ một mục đích, chỉ một con đường dẫn theo đồng đội tiến lên phía trước, không thể bất ngã. Đi từ xa vượt qua gai lai, chỉ biết ngày về. Những ngày trở thành cô hai tặng đây gặp lại sạch anh hùng cái thấy. Vượt qua giới hạn bản thân, nhiều thách thức ta phải đối mặt. Vượt qua cả những sự mất mát cũng phải chấp nhận cho nó hơi mắc. Mang theo ta kiếm hơi xăng hay tặng chính là Yogo. Theo tiếng gọi cũng như ước mơ, kiếm sĩ mạnh nhất anh sẽ là tổ. Mang theo mãi những kỷ niệm thời thơ ấu cùng cười nè. Dù có chơi cũng phải cố gắng, mặc kệ vấp ngã cứ vượt qua. Nghiêm khắc với bản thân, nghiêm túc với mọi người, nghiêm minh tạo nên sức mạnh chăm chỉ liên tục anh hiếm khi cười. Một vết chém từ sau lưng với kiếm sĩ là sự nhục nhã. Đồng xuân này chỉ có một, bất cứ khi nào cũng có thể trả. Mang danh dự với cho Luffy, tiền chữ là một điều hiển nhiên. Mang đôi chân thật đã đi cùng nhau trên thuyền dự đủ với thành viên. Vô cùng ga lăng với phái nữ, điều luôn khiến anh ảnh diện. Chấp nhận chiều đòn anh thì vẫn vậy, không thể làm anh ngạc nhiên. Vì on lu là ước mơ của tất cả mọi người khi làm đầu bếp. Đôi tay không thể đem cả chiến trường cho dù bị hành quyết và chiến đấu hết mình. Ta là hạt của Sanji, người chưa ta hãy bỏ cuộc, hãy hỏi ý kiến người ta Luffy. Gấp yêu mẹ của mình vì bảo vệ cô mà ra đi. Bị ám ảnh trong suốt hành trình nhưng may mắn được đồng đội yêu quý. Tuổi thơ mất mát quá nhiều thứ khiến cô muốn có nhiều tiền tài. Số phận luôn các bi thảm vì phải lo nghĩ về một ngày dài. Chịu trách nhiệm hướng con tàu này ra khơi. Khả năng xác định thời tiết cùng đồng đội đi muôn nơi. Ước mơ có thể trên thuyền hoàn thành bản đồ thế giới. Mang trong mình tài năng thiên bẩm đưa cô hai tặng đến những vùng đất mới. Một con từng lọc nó tên là Tony Chopper. Ăn trái ác quỷ biến thành hình dạng là người khiến bạn bị khiếp sợ. Gan thành bác sĩ để chữa bệnh cho các thành viên trong băng. Kiến thức sâu rộng với cả y học dược liệu cũng chẳng thể khó khăn. Là người đồng hành lên cậu luôn dốc hết sức vì nhiệm vụ của cả nhóm, không để ai bị bỏ lại phía sau cho dù chất độc hay kẻ đánh mất. Nhiều hình thái mà cậu biến hình có thể giúp bạn hỗ trợ chiến đấu. Một con quái vật khổng lồ trên đường sức mạnh cũng rất gấu. Đứa con vui ánh sáng cách mạng nhà khảo của học như cô Robin. Quá khứ khắc nghiệt đã tạo cho cô phải luôn sẵn sàng mọi lúc lên chiến. Dũng mà chạy từ ngày qua ngày suốt tiền chi nã luôn bị dòm ngõ. Đã trải qua cuộc sống nên một nên đến bây giờ đừng không có khả nghiêm túc trên con đường tìm kiếm sự thật đã bị giấu đi và những tảng đá chưa thể giải mã kèm theo sự thật không thể thấu vị. Tại thế kỷ trống bao nhiêu tội ác được cũng sẽ đổ ra. Mang trong mình khả năng giải mã các bôn ly đặc biệt vô giá. Tại súng bắn tỉa của băng mũ gom, mang theo nỗi sợ đến bây giờ vẫn còn sớm. Để đợi người cha về từ biển, khi mẹ anh mất nói dối gần về ăn cơm. Tài năng thiện xạ anh là Soldier King. Vua của các tay súng anh khẳng định như đinh. Vào trang nghiêm túc sẽ cho thấy sức mạnh. Sự tiềm tàng bên trong là một đấng khai sinh. Và thợ đồng tàu là hồn kỳ thành viên thứ 8 của cả băng. Tàu gà chiếc thao dần Sunny, để cho bạn bè không còn lo lắng. Trên mọi con sóng chúng ta đi, nó sẽ không còn là chướng ngại. Vì vua trên khắp mọi eo biển và trên từng hòn đảo đi lắm trong gai. Là người máy anh luôn kết hợp nhiều loại vũ khí ở bên trong mình. Bên ngoài được phủ bằng da đang tạo kèm theo súng ống và trí thông minh. Tự lắp đặt tất cả thiết bị luôn tạo bất ngờ cho cá nhân trí diện mà anh luôn thay đổi. Qua từng thời kỳ được căng sáng kiến. Là người đã chơi trước đó từ rất lâu. Nhờ trái dương mi cho phép anh ta đã có thêm được một lần sống dậy. Cho dạy tăng 50 năm ở tại tam giác Lothian. Là một bộ xương vẫn còn linh hồn chấp nhận cái chết đi khó khăn. Âm nhạc gắn liền vào xương cốt anh đi khắp mọi nơi. Kỹ năng nhất kiếm chỉ cần 3 bước để lìa đời. Mà hàng băng kiếm với chế tạo ra băng không thể dập tắt. Vụ điều linh hồn khiến cho cái địch khó có thể chợp mắt. Người cả Zimbay là bậc hai Kara tới đỉnh cao. Ta nhập vào băng ngũ không vị trí còn thiếu là người lái tàu. Các nước quan hệ với bích mơ cũng như là vị trí tác phụ hại. Kể từ bây giờ ông là chủ trên con thuyền người chèo lái. Năng lực chiến đấu mạnh ngăn cản AC. Từng hạ đầu bán tên Moria và quật ngã được Luffy. Thuộc biển cả trong lòng bàn tay, được biết tới là người cá mạnh nhất. Cú chạm nhẹ vào không khí cũng đủ để kẻ thù phải lạnh ngắt.